Chomandum gel 17 công dụng. Thứ nhất, tai biến, méo mồm, mắt to, mắt nhỏ, huyết áp cao, huyết áp thấp, bệnh tiểu đường. Dùng 3 ngày, 7 ngày sau cân bằng mỡ máu, nhất là bệnh tim mạch, bệnh mạch vành. Đấy. Và ngoài ra thì sử dụng cho những người béo phì, tăng cơ, giảm mỡ. Dùng trong vòng 2 đến 3 tháng, bệnh mất trí nhớ, Parkinson, bệnh huyết áp cao, bệnh huyết áp thấp. Đặc biệt là đối với những anh nam giới, tinh trùng kém, vô sinh, yếu sinh lý, vẩy mãi không lên được thì dùng trong khoảng thời gian 10 đến 15 ngày. Đối với nữ giới thì lãnh cảm, phụ nữ lãnh cảm không muốn gần chồng thì dùng trong vòng 15 ngày nhé. Thay đổi nội tiết tố nam và nội tiết tố nữ, phòng ngừa hỗ trợ bệnh ung thư, các biến chứng của Covid, mất trí nhớ, mất ngủ. Rất nhiều công dụng kỳ diệu là đến từ Somadum. Somadum có giấy chứng nhận của FDA Hoa Kỳ. Thành phần chính là các vi lượng đồng căn thực vật. Ở bên Mỹ được sử dụng và không cần kê đơn nhé. Đây là vi lượng đồng căn, không cần kê đơn, và sản xuất ở đất nước Mỹ, cho nên là rất yên tâm và tin tưởng. Somadum được sử dụng như thế nào? Đầu tiên các bạn bóc ra và thoa vào vùng cổ tay ngày 2 lần sáng và tối, thoa vào vùng da nhạy cảm ở cổ. Đó, Somadum gel đã đến với Dubai.